tối ở đây nghe ảnh đường kiều ha ha ta. Cầu Vũng Liêm ha. Giấc tối làm như là mình khó định hướng cái con đường á cả nhà. Chứ cái đường này con gần rồi nhưng mà tiện giấc tối có cô tám thì có ở đây cũng biết. Dạ con đi quay chợ đi buổi tối cho cả nhà xem nha. Chợ Vũng Liêm. Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Hình như là nhà của Sa Ca Trương Tuyền ở đây phải không cô tám? Ở trên đó hả? Đi ngược lại hả? À vậy bà vừa hồi giờ cũng có tưởng đâu là ở gần là ở dốc cầu này không ạ? Cái cầu đó bên đấy nè, cũng làm tóc bên đây nè. Nhưng mà nó đấy là làm tóc là sao? Nó hồi xưa nó làm kiểu tóc dễ đi lên hát nữa. À là hồi lúc mà trước khi đi hát đúng không? Nó cầu đây. Nè quay này đẹp. Đây là cầu Vũng Liêm. Đây là cầu Vũng Liêm. Cầu Vũng Liêm buổi tối hả? Bây giờ nó làm đẹp lắm, dàn đường màu đẹp lắm, đường xá là màu đẹp, mình ngày ngày càng phát triển. Đó đẹp quá, tết này nó bán chợ bông hoa có trang trí gì đây không ta? Chợ Vũng Liêm nè. Ồ, buổi tối sung dữ vậy ta. Trời ơi. Từ đó giờ là con không có bao giờ con đi chợ Vũng Liêm buổi tối vậy nha. Wow, sung quá ha. Giống như chợ đêm là lạ vậy trời. Quá quần áo quá trời nhiều. Trời ơi, quỷ thần đất địa. À, quần áo quá trời luôn nè. Trời ơi, vui hen. Cứ giao lên đi, quay đi, quay tóc luôn. Chợ bán đồ quá trời nhiều luôn ha. Chợ đêm. Chợ đêm ở Thư Bạch. Hai cô cháu đi chợ đêm. Có người còn mấy ghé mà chị gái ơi. Đà Lạt. Trời quá hết trời đồ luôn, nguyên một khu dưới đây nữa nè cả nhà ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ngồi trong hõm lựa luôn à. Khu mực khu bò. Quá trời luôn. Con heo đựng tiền. Đâu heo đựng tiền gì đâu. Heo bóng quá hả? Đó nè nhóc luôn à. Nghiêng đèn đèn dẹp. Trời ơi, nguyên cái khu này quá trời nhiều đồ luôn nha. Ôi. Gớt cái gì? Thầy cũng tìm buổi tối xuân nghe ha. Nhà lồng ở trong đó đó không Tám? Đó. Trên lầu. Là bụt trên lầu là trong nhà lồng là ban ngày người ta cũng bán quần áo trong đó rồi đúng không? Hồi xưa thì con có tối thì ta về ra đây nhưng ban ngày nó sẽ về vô đó phải không?
chợ này gần Tết là ta đi mua sắm nhiều à, bán ngon à. Tắm mua cái gì mua đi, để thôi người ta đóng cửa à. Để xe ha. Đợi đại được không? Có bị la không? Ôi. Quen chủ tiệm vàng luôn hả? Trời ơi cái đầu. Đâu mấy có cái tiếng mấy hồ nữa đó. Má là chị thấy nhau đến giờ tắm rửa lên đồn thấy đẹp nhất đất chưa? mần giờ mần lẽ lên đồ sao mần được ha. Trời vui ha. Trời ơi hồi nãy đi xe thì Ngân không có quay gõ được, bây giờ mình đi bộ đi từ từ quay nè. Trời ơi quần sọt nam rồi quá trời rồi đó. Đi mới hút, đi mới hút. Đây là địa bàn của bả, đi đâu cũng gặp người quen đó. Ủa ê cô Tám cần mua thuốc nha, mua thuốc cảm thuốc gì đó. Đây bố mua đồ hả, mua đồ mà đồ bộ hay gì vậy, áo lẻ à. Cô Út có hồi nãy là ở trong nhà bà nội là Ngân với cô Út với bà Út đây nè, là em ruột của bà nội là đi chung, nhưng mà là do là không phải nó sao ý là cô Út đi trước á, là Ngân với cô Tám đi sau, là chung một nhà đó. Nào. Hút áo này nổi không? Không nổi dữ ha, cũng dễ thương ha. Tôi mập đó mà thấy vậy chứ, tôi mập đâu tàn hình mà không biết đâu. Ở đây bán bánh ống rồi bánh rán trộn. Có quần chưa? Để mấy cái quần thun giãn á, quần đen mà quần thun giãn nè cả nhà. Hồi đó nhớ hồi đó con hay mặc mấy cái đồ này ghê mà giờ cũng ít mặc rồi. Không mặc được. Giờ mặc quần sọt không à, chứ hồi đó hay mặc đó nha. Hồi đó hay mua mấy quần này mặc. Bảo thoải mái nha, không thoải mái khỏe. Chị bán đồ mặc đồ sen gì không? Trắng bóc à? Tướng sen hả? Nhiều cái mà Út? Cái đó nhiều? 180. À, 180 nha cả nhà. Cái đó 180. Bỏ cái áo này lên, như lý luôn. Đẹp tuyệt vời. Nhà bà Tám và Út mặc y chang giống nhau y chang luôn. Hồi nãy con nhìn hình Út mà con lầm tưởng cô tên cô Tám không à. Hình hồi đó đó.
nhìn trên hình mà trong cái kiến á, trong cái ủa vậy cái bàn á cười xiết cười xiết anh đây vừa có shop nè. Mấy cô mua đồ ăn quay nha, chứ ngân cũng không biết mua gì nữa, đi chơi thôi. Ở đây hình như là mấy cô quán thân ra chủ sạp nào bác cũng biết thân đây. Đây mua đồ cho nội hả? Nội dặn ha. Mua cho bà nội động độn rồi mút mút rồi nhiều vô. Bà bố cười nè. Nó đùa cho vui nha cả nhà. Để con đi qua đây. Nó ngó này. Tham quan mình quay tham quan giá cả rồi nha, coi giá cả rồi nha cả nhà. Màu da dễ mặc đồ. Đủ size, đủ cỡ, đủ kiểu, đủ màu. Bảo có mua không? Bảo có mua không? Nhiều cái nhiều 40 hả? À, cũng được, cũng rẻ ha. Ông xã gọi kìa, anh yêu gọi kìa. Dương Tám gọi cho cô Tám. Dương Tám đi làm ở xa, nhớ vợ rồi. Đi qua đây chơi. Bệnh rồi. Đồ chơi với đồ kẹp tóc rồi cho bé gái hả? Em ơi con ăn quá cháu đợi chờ kem ốm lắm luôn á. Út ăn đi thấy cái mặt con này nó nọng nghe chưa? Nóng quá, nóng gốc của tao nóng kìa. Nay đi chợ cuối tuần á là bán đồ nhiều, thấy làm như có không khí Tết nha. Vui ha. Đó, dẫn cháu đi chợ để nó không biết đi chợ tư nghiệp nữa. Có đông gừng mới ra. Không có biết chợ Vũng Liêm. Đi ra chợ rồi cho biết với người ta. Trời ơi, đồ chơi tiền sắm đồ ơi. Xin chồng tiền sắm đồ nha. Dễ thương chưa? Mấy cô có ngần nói chuyện dễ thương lắm. Rất là hòa đồng và vui tính nữa. Trời ơi, thằng Điêu Đại Hiệp nè. Quá trời. Thôi rồi, nó vỗ
cánh nè, nó tự vỗ cánh nè. Đi ngang đây cái bị vướng nhạc à. Bán kẹo chỉ. Và đây cá viên chiên. Chân vái, chân váy nha, tại với chị đó chị nói chân vái nha, nói theo luôn. Dép dài. Đồ quá trời luôn á trời. Khủng khiếp thiệt chứ. Đây nè, đây nè, đây nè ba. Mẹ đây nè. Mẹ con đây nè. Mẹ em đi. Mẹ. Rồi em bé rồi đi đi nhanh dữ vậy. Mẹ dưới theo không dưới không kịp luôn. Thôi bán đồ pyjama quá trời không cần. Ủa cổ ốp đâu? Đó hồi nãy con chạy xe đi hướng này nè. Rồi cái đi bộ về Bình Đồng bên đó qua đây. Trời ơi. Sáp thơm. Sáp thơm này diệt dán nè. Cái địa hình con dán. Áo sơ mi 101 một cái. Áo khoác nữ 100.000 một cái. Gì 86 đồ Tết chưa? Thôi tạm thứ cha rồi có đi đâu rồi sắm đồ Tết. Giờ ngày Tết như ngày thường, ngày thường như ngày Tết ha. Hồi đó mình ham sắm được sắm đồ mới ha, Tết á. Trời dạ. Ơi, nhà đầm đó. Mới mua thêm dữ vậy ta. Mới mua hai cái đầm. Hai sắm đầm ở đâu? May hay là mua? Mua trên mạng. Mua mạng hả? Hay là mua nè, mua mạng mà bạn nhắm chừng vừa hay người ta xe. Vừa. Cái con mua mấy lần chặt lập này. Con đâu không có con bận, ví dụ như con bận, con lai nó tính lai. Bạn tướng con khó bằng đồ. Đâu có lai coi nhiêu ký mét mấy gì đó. Rồi nó đưa con về mặt được. Khúc dưới đây người ta bán đồ sổ kìa. Thải đồ ở dưới đất bài bán ở dưới đất quá trời. Phải lên da chứ xuống da đó nghe. Đồ bộ. Đồ gì 10.000 ủa phải không? Có nghe nhầm không? Đồ si hả? Si. Ồ. Giờ người ta còn bán rau cải trái cây đồ tây. Bán kiểu hả? Đồ bộ quá trời luôn rồi. Tám mươi là mua mấy đồ bộ này bạn không? Con bận mấy đồ này không được nha. Cái tướng con khó bằng đồ lắm. Cái là đồ này là người lớn tuổi nè. Giờ khỏe ha, mua sẵn gì chứ đâu có mai chi trời. Đồ đẹp quá trời luôn. Ờ, 50.000 bộ rẻ hả ta? Này cho mấy hả? Cái đồ treo khác, còn đồ để đỡ đóng ở dưới khác ha, giá khác ha. Đồ đồ đó, đồ dưới đất á. À, 50. 50.000 một bộ, quẹo lửa. Đồ bộ 50.000 một bộ, quẹo lửa. Ơi Tám, làm như ai cũng quen đó ta, nãy giờ đi thấy người quen không vậy? Hả? À vậy hả? Dạ. Chỉ cho quá. Dạ. Chuẩn bị bật kiếm tiền, chừng nào đủ điều kiện bật kiếm tiền thì mình bật. Đủ mà bật kiếm tiền hả? Hay là 1.000 lượt đăng ký hả? À, nhưng mà
có được 4.000 giờ xem chưa? Có một bài có 100 mấy chục ngàn lượt xem rồi. 100 mấy chục ngàn lượt xem hả? Vậy được rồi. Còn lấy tiền hả? Nhưng mà còn 17 người đó mới lấy được. Vậy mình phải đi giao lưu. Nhưng mà còn dính tài khoản lâu lâu dính bản quyền hoài. Rồi dính bản quyền gì không được, kiếm tiền rồi. Nhưng mà tên chưa có mở lên mà. Dạ. Dính mấy bài hơi khó khó là dính à. Dính bản quyền vậy là nó đâu có cho mình kiếm tiền đâu. Mình chưa bật mà. Mình xóa được được. Dạ. Mình xóa thì cái giờ xem nó sẽ mất theo á. Một bài không đủ rồi, nếu có một bài đủ rồi mấy bài kia thì cũng có mà nó quảng cáo lầm gầm nhưng mà. Dạ. Dạ bài à. Dạ. Thấy chưa? Thấy còn à. Cũng đam mê thích làm phải không? Làm dính hoài. Nhưng mà làm cực lắm anh ơi. Cũng hoài á. Cực lắm. Nói chung làm YouTube khó ăn lắm, cực lắm. Mình quay về thì đỡ nè, còn quay kiểu là làm bên cao kê mà. À, anh làm cao kê hả? Vậy là anh giỏi rồi. Làm cao kê giỏi rồi chứ. Mà phải biết lách luật được không? Biết luật làm nhạc đó phải không? Dạ. Hay. Dạ. Vậy hay à, vậy anh giỏi rồi, làm bên cao kê vậy ngon rồi. Ờ. Dạ. Anh là người ở đâu? Người ở đây luôn, Vũng Liêm mình luôn hả? Chùa Miên hả? À, kế nhà cô em hả? Dạ. À, vậy sát hàng xóm nha. Là anh bán nãy hả? À, bán đầm quần áo. À, đầm ba, à, một cái 30.000. Chợ Vũng Liêm. Tí, chừng nào Tám về thì Tám nói con nha. Để con quay hoài cái Tám không có về. Tám tưởng đâu con quay nha. Ngày nào về thì mình đi giữa đường bị ta bất kèn. Bông đặc biệt con thích bông nhãn thọ nhất. Thơm. Bông nhãn thọ cái bông đặc trưng của Tết như bông mai. Bông cúc thì họ không phái bằng. Cam 5.000 ký rồi trời. Ghẻ dữ vậy trời. Trời, cái gì? 5.000 ký mắc hả? Mắc á. Trời ơi. Trời ơi, 10.000 3 ký. Dễ hả? Có là rẻ luôn nè. Ở quê cam rẻ thành phố, cam con lúc này cũng rẻ rồi. Em chi quê. Trời ơi, bán đắt này cả nhà. Áo 35.000 cái, đồ bộ, 35.000 bộ. Người ta mua đông nghe nè. Đồ thể thao nó trời nó có vậy đó. Giới thiệu cô Tám nè, hỏi nãy không có hỏi giá quần, giờ quay lại hỏi bao nhiêu cái. Nhiêu cái ta? Đâu rồi chị, đâu rồi? Chị ơi. Chủ tiệm, chủ shop ơi. Sạp bên đây đắt mà. Bán không có người coi sóc cũng dễ bị mất đồ lắm á. Chợ đông. 120 cái. Vừa mà. Chiều dài cũng vừa, bạn ngang cũng vừa mà.
Có bớt không? Có bớt không ta? Bớt 10.000 hả? 101. Chị chủ trong kia chứ không phải em. Chị hỏi là chị phải chị bán để không? Em cũng là người đi tham quan thôi. Vòng đi rồi vòng lại, vòng lại vòng đi. Mày chợ này bán mấy giờ tới mấy giờ là tám? Mấy giờ nó quên. 9 giờ là vậy hả? Nếu mà gần Tết, gần mấy ngày gần Tết chắc bán khuya hơn rồi nha. Giờ là 7 giờ rồi. À vậy mà con đủ đâu khuya lắm, đủ đâu 8 giờ mấy rồi chứ. À mới có 7 giờ rồi nha, sớm. Rồi, lên xe thôi nào, đi về nha cả nhà. Bye bye cả nhà nha, đăng ký kênh ủng hộ nha cả nhà. Ngày mai con sẽ quay clip tiếp theo, cả nhà đón xem video của con nha. Ngày mai mấy cô cháu sẽ có một chuyến đi du lịch Đồng Tháp. Đi lên Đồng Tháp chơi nha. Ngày mai đón xem video tiếp theo nha cả nhà. Bye bye.